Kính thưa chư quý vị, giờ đây Trung Quân xin đọc lại mệnh đề. Trước nhất thì đọc lại cái phần trên, cái phần đầu của cái phần chánh niệm. Còn cũng tưởng, mất cũng tưởng. Chánh niệm ghi nhớ những sự chân chánh. Còn cũng tưởng, mất cũng tưởng. Có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng. Thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự cho nó, danh lợi cảm tình quyền phú quý được hàng ngày ghi nhớ. Vì thế con người mãi mãi lăn lộn trong sáu đường, không thoát khỏi dòng sanh tử. Tiếp theo là phần cuối thì Trung Quân cũng đọc luôn, thì quý đồng đạo mình sẽ chia sẻ luôn. Để thoát chỗ luân hồi, bỏ cuộc đời lầm than quả, hãy ráng tưởng niệm phương pháp hành đạo, bỏ các điều phù phiếm, ghi nhớ công đức, công lao Đức Phật đời đối với quần sanh, bia tạc vào lòng những điều Phật giáo. Hãy nhớ rằng xác thân do tứ đại đất nước lửa khí tạo thành, và sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tan rã. Đặng vậy ta mới bỏ được cái sự xúc động, các mối dục tình, chánh điều lụy khổ do nó gây nên. Đó là nội dung của mệnh đề chánh niệm hôm nay. Và giờ đây xin kính mời quý vị giảng viên, quý vị tri thức, quý cô chú anh chị trong đạo tràng có nghiên cứu qua giáo lý của Đức Thầy, xin trân trọng kính mời giơ bàn tay lên để chia sẻ qua mệnh đề số 1, mệnh đề đầu tiên trong cái chương trình sinh hoạt giáo lý Phật giáo vào hôm nay do dân chủ qua dạng thọ vừa mới nêu lên. Xin trân trọng kính mời quý vị giảng viên, quý vị tri thức, quý cô chú anh chị trong đạo tràng giơ bàn tay lên để giúp qua cái mệnh đề này chư quý đồng đạo. Xin trân trọng kính mời ạ. Kính chào chư quý đồng đạo. Thì thôi tôi cũng xin được lên tôi góp ý, rồi sau đó mời đồng đạo mình cũng góp ý thêm. Kính thưa quý vị, chúng ta biết rằng cái câu hỏi của Hoa Văn Thọ hỏi gì chánh niệm, mà chánh niệm là một trong bát chánh. Mà bát chánh chúng ta biết rằng trong khi mà Đức Phật đắc đạo, vừa đắc đạo xong, Ngài ngồi lại dưới cội Bồ Đề một tuần lễ, tức là 7 ngày, để mà cảm ơn cái cội cây Bồ Đề đã che mưa, đỡ nắng cho Ngài ngồi thiền quán 49 ngày đêm dưới cây Bồ Đề này. Và nhờ vậy mà Ngài được đạt quả vị chánh đẳng chánh giác. Sau đó thì Ngài quán tưởng, Ngài thấy cái nhân duyên gắn bó của Ngài nhiều tiền kiếp đã gắn bó với một số người đồng tu với Ngài, trong đó có 5 anh em ông Kiều Trần Như. Mà khi lên đường tầm đạo, Ngài cũng đã từng tu chung với 5 anh em ông Kiều Trần Như. Tuy nhiên khi mà tu với những người này, họ áp dụng những cái phương thức khổ hạnh, ép sát quá độ, cho nên Ngài thấy rằng cái cách tu đó nó sẽ không mang tới cái kết quả. Chính vì vậy mà Ngài mới lên đường chia tay với 5 anh em ông Kiều Trần Như để đi tìm một cái nơi thanh tịnh để mà ngồi, để mà suy gẫm tìm cái phương pháp nào tu hành để được đắc đạo giống như là Ngài từng mơ ước. Thì trong thâm tâm của 5 anh em ông Kiều Trần Như thì nghĩ rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức Lâm Cù Đàm này, ông không có chịu nổi cái cảnh tu khổ hạnh này, cho nên ông đã đầu hàng, bỏ đi, bỏ cái con đường tu tập. Trong cái thâm tâm 5 anh em Kiều Trần Như nghĩ như vậy. Cho nên khi mà đắc đạo
Đức Phật mới nhớ là cái cơ duyên của mình đã gắn bó nhiều nhân duyên với năm anh em Kiều Trần Như, cho nên ngài đã đầu tiên hết ngài đã đi tới cái giường Lộc Uyển, giường Lộc, cái giường Nai đó, giường Lộc Giả đó. Để là cái chỗ mà năm anh em ông Kiều Trần Như vẫn còn đang tu tập ở đó, ngài tìm đến đây để mà hóa độ cho năm anh em Kiều Trần Như. Nhưng mà khi ngài đi tới thì năm anh em Kiều Trần Như với cái tâm nghĩ rằng Cù Đàm đã không chịu nổi cái cảnh tu khổ hạnh cho nên đã bỏ đi rồi, thì trong lòng họ lúc nào cũng coi thường ông Cù Đàm này. Khi thấy ông Cù Đàm từ xa đi tới đó, thì họ nói với nhau đó. Là có cái hoàn cảnh khó khăn ông Bồ Hoàng này. Tuy nhiên, khi mà Đức Phật đi gần tới họ, thì cái uy nghi của Đức Phật đã làm cho năm anh em ông Kiều Trần Như thay vì hững hờ đón tiếp, bây giờ lại quỳ xuống đón tiếp một cách trân trọng. Bởi vì cái uy nghi tỏa ra của Phật, thì Đức Phật tới ngồi cạnh họ và giảng pháp cho họ bài pháp đầu tiên. Cho nên đây là gọi là Đức Phật chuyển pháp luân. Đầu tiên cái bánh xe pháp bắt đầu chuyển. Đây là lần chuyển pháp luân đầu tiên. Và cái bài pháp mà ngài nói cho năm anh em ông Kiều Trần Như là đó là cái bài Tứ Diệu Đế. Đức Phật chỉ cho biết cho năm anh em Kiều Trần Như hiểu đây là một cái chân lý, một cái chân lý có thật không thay đổi, đó là Tứ Diệu Đế. Mà trong đó ngài thuyết về khổ đế, tức là khổ tập diệt đạo. Khổ đế, ngài chỉ cho tất cả những cái khổ của thế gian, mà như Đức Thầy của chúng ta có viết lại là khổ ta bà nhiếp lại tám phần. Cái cõi ta bà này rất là nhiều, hàng trăm hàng ngàn cái điều khổ sở. Nhưng mà ở đây Phật, chư Phật cũng như là Đức Thầy nhiếp, tức là gói mà gom gọn nó lại đó, chia làm tám thành phần, cho tám phần. Thì trong đó thành ra chúng ta thấy bát khổ, nói là bát khổ nhưng mà trong đó nó chứa rất là nhiều, nhiều cái khổ trong đó. Nó gồm vào trong đó chẳng hạn như là những cái khổ mà cầu bất đắc thế này. Thì nếu mà nó cầu bất đắc thì cầu cái bất đắc, nội trong cái cầu bất đắc không biết bao nhiêu cầu cái gì. Cầu mà chẳng thành, nó là một cái khổ. Như vậy mình cầu cái gì? Cầu tiền, rồi cầu bạc, rồi cầu danh, rồi cầu lợi, đủ thứ cầu trong đó đó. Cả hàng trăm cái cầu trong đó, nhưng mà nó là gom lại, nó là cái cầu bất đắc. Rồi Đức Thầy nói là khổ ta bà nhiếp lại tám phần, tức đó là cái phần khổ đế. Sau đó Đức Phật, sau khi mà chỉ rõ những cái khổ của thế gian rồi, Đức Phật mới chỉ tới cái, nói tới, giảng cho năm anh em Kiều Trần Như nghe về tập đế. Tức là nguyên nhân nào đã gây ra những cái sự khổ đó, nguyên nhân nào đã tạo ra những cái khổ đó. Thì rõ ràng là chỉ giống như là cái nguyên nhân của sự khổ hay là cái nhân của cái khổ là cái gì. Tập đế là nhân, khổ là cái quả. Rồi ngài chỉ tới khi mà đã có khổ rồi thì bây giờ phải làm sao phải diệt được nó. Khi diệt được nó rồi thì chúng ta sẽ được như thế nào? Như thế nào? Rồi muốn làm thì cái đó tức là cái gì? Tức cái đó là diệt đế. Muốn được diệt đế, muốn được hưởng những cái mà nó tự tại an nhiên, những cái sung sướng, những cái mà không còn đau khổ, sau khi những cái khổ đã được diệt rồi đó, đó là cái diệt đế. Thì cái phương pháp làm thế nào để diệt được những cái khổ đó, thì những cái phương pháp đó, những cái phương thức mà Đức Phật chỉ ra dạy cho năm anh em Kiều Trần Như nghe, đó chính là đạo đế. Những cái con đường mà để diệt những cái khổ gọi là đạo đế.
Thì trong cái đạo đế này, Đức Phật chỉ tất cả là 37 cái phương tiện, hay là gọi là 37 phẩm trợ đạo, 37 cái phương tiện, 37 phẩm để mà trừ những cái khổ của con người. Thì trong 37 phẩm trợ đạo đó, chẳng hạn như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, rồi ngũ căn, ngũ lực, rồi thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Tất cả chúng ta cộng lại là 37 phẩm như vậy. Thì nói là 37 phẩm trợ đạo, trong đó có bát chánh đạo. Tuy nhiên, có một lần có một người tín đồ hỏi Đức Thầy: như vậy thì bạch Thầy, hồi xưa Đức Phật đã từng dạy trong Tứ Diệu Đế về đạo đế có 37 phẩm trợ đạo, mà bây giờ Đức Thầy dạy có 8 điều răn cấm, như vậy là sao? Cũng như là trong cái bài Tứ Diệu Đế thì Đức Phật có dạy là khổ tập diệt đạo, mà ở đây trong bài Văn Xuôi Đức Thầy chỉ có nói về cái khổ đế, còn về những cái bốn cái túi khổ kia đó, sanh lão bệnh tử, hay là cái khổ tập diệt đạo, chúng Đức Thầy chỉ đề cập tới khổ đế thôi, còn tập diệt đạo nằm ở đâu không thấy. Thì Đức Thầy mới trả lời: khổ đế thì Thầy đã viết trong quyển có đề cập tới khổ đế, nhưng mà chúng ta đọc trong quyển sấm giảng thì thấy Đức Thầy viết chi tiết về khổ đế là về cái sanh thôi. Sanh lão bệnh tử thì bốn cái đó thôi, còn những cái bốn cái sau thì Đức Thầy viết ở trong cái quyển thứ tư dần vừa bằng Văn Xuôi, Văn Dần, chứ không có viết Văn Xuôi, mà trong Văn Xuôi thì chỉ viết về bốn cái khổ sanh lão bệnh tử thôi. Rồi cái đó là khổ đề, rồi tập đề chính là thập nhị nhân duyên, nguyên nhân gây ra khổ chính là thập nhị nhân duyên, mà đứng đầu là vô minh. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, và cho tới là sanh lão tử, 12 cái duyên sanh với nhau. Đó là cái nguyên nhân đã tạo ra cái khổ của thế gian này, chúng ta chịu. Rồi về Đức Thầy nói về cái phần mà đạo đề, diệt đế đó, tức là cái môn hoàn diệt, và đạo đế chính là bát chánh đạo. Như vậy thì là đối với đạo Phật, tứ đế của Phật giáo Hảo vẫn có, nhưng mà có cái tên gọi hơi khác, nó không có giống. Và trong cái bát chánh đạo thì Đức Thầy đơn giản lại cái phần mà đạo đế thay vì 37 phẩm trợ đạo thì Đức Thầy chỉ dạy về bát chánh. Nhưng mà chúng ta xét ra trong bát chánh đạo thì nó bao gần như là nó bao gồm hết 29 cái phẩm kia, từ tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ như ý túc, rồi ngũ căn, ngũ lực và thất bồ đề phần. Cũng nếu mà chúng ta hành bát chánh là nó gồm đủ cả tất cả những cái còn lại trong đó, cho nên Đức Thầy mới gom lại nói là đạo đế, bát chánh đạo chính là đạo đế, đạo đề đó. Thì chúng ta biết sở dĩ tôi nói dài như vậy để thấy rằng cái câu hỏi này là một trong những cái cốt lõi, một trong những cái chìa khóa quan trọng của đạo Phật, vì chánh niệm nó nằm trong bát chánh. Mà bát chánh đó, chúng ta nhớ rằng từ cái từ chánh kiến, rồi chánh từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh định, chánh ngữ, tám cái đó nó đều liên quan với nhau. Cái chánh kiến đứng đầu hết. Nếu không có chánh kiến thì chúng ta sẽ không có cái chánh tư duy. Không thể nào mà có chánh tư duy được nếu không có chánh kiến. Và nếu mà không có cái chánh kiến thì không thể nào có cái chánh nghiệp. Muốn có chánh nghiệp thì chúng ta phải có cái chánh kiến, cũng như là cũng phải có chánh kiến mới có chánh tinh tấn được. Và nếu mà muốn có chánh niệm thì chúng ta cũng phải có chánh kiến. Tức là nó liên hệ mật thiết với nhau. Cho nên có thể nói rằng nếu chúng ta hành được một chánh ở trong bát chánh thì gần như là chúng ta sẽ là hành được bát chánh.
Bởi vì khi mà nghiên cứu mà chúng ta hành trong khi hành á, bởi vì cái này là mình nói thôi, còn khi hành mình mới thấy rõ ràng là nếu không có những cái chánh kia thì không thế nào chúng ta hành xong cái chánh này hết. À, chẳng hạn như bây giờ đây chúng ta đọc cái phần chánh niệm mà đồng đạo qua giảng thọ hỏi về chánh niệm. Chánh niệm ghi nhớ sự chân chánh, còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng, cái gì cũng tưởng hết, xấu tốt gì cũng tưởng hết, tức là mọi chuyện gì linh tinh cũng tưởng hết. Cái chuyện chẳng những tưởng cho tới tương lai, bây giờ nghĩ ngày mai mình làm gì, à, mình sắp làm cái gì đây, mình nghĩ hồi chiều giờ mình làm gì, mình cũng tưởng. Rồi hôm qua mình làm gì, mình cũng tưởng. Ngay cả ngồi đây một cái thì 60 năm về trước, 70 năm về trước mình làm gì, mình cũng nhớ đó. Mình tưởng, nhớ là niệm là gì? Niệm là nhớ đó. À, nhớ là những chuyện nó xảy ra hồi. Giống như bây giờ tôi nhắm mắt lại. Năm 1950, 47, 50 là những cái hình ảnh mà tôi ở tại chợ Đường Cát, chợ Hòa Hảo, những cái hình ảnh họ còn hồi nhỏ, nào là đi tắm mưa hay là bắn trái chàm hay bắn cu ly hay đạp lon hay là những cái chơi trò cút bắt này, cái gì thảy khăn sau lưng chẳng hạn, mấy cái đó đều nhớ hết à. Chứ đó là cái gì? Ở đây Đức Thầy dạy mà tất cái gì thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, tất cả những cái đó này, đó là không phải là chánh niệm, mà nó là tà niệm. Mà khi mà nhớ như vậy đó, nó là cái gì? Nó giống như thường thường người ta gọi là cái tâm duyên ý mã. Nhớ cái này, nhớ cái kia, nhớ cái nọ, nhớ truyền từ cái nhớ này tới người kia cái nọ nó. À, chẳng hạn bây giờ tôi ngồi đây, tôi nhớ tới hôm qua, hôm kia. Ồ, có cái anh chàng đó, anh ở Sài Gòn, cái anh đi lạc xuống dưới Vĩnh Long, anh ăn Tết, chẳng hạn. À, rồi cái hôm trước, anh mời mình đi ăn. À, mình ảnh đi ăn cái tiệc chẳng hạn thì mình nhớ đó, nhưng mà đâu có ăn đâu. À, thành ra những cái đó đó chúng ta thấy cái đó cũng là gì, cái đó là tà niệm chứ không phải là chánh niệm. À, tại vì khi mà chẳng hạn như cái trong cái bài Đức Thầy dạy nè, bây giờ mỗi một khi mà mình nhớ như vậy đó là cái tâm của mình nó động như vậy, phải không? Mỗi lần nhớ là tâm động, mà Đức Thầy đã dạy trong cái bài chánh mạng là thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên hoa, siêu sanh vào cõi niết bàn chẳng hạn. Thì cái đó nó là cái bốn hai bốn chỉ có 16 chữ này thôi, mà nó đi tới từ một cái con người mà mình hiện giờ đó, mình còn trần tục đi nào mà mình làm được cái đó đó là mình đắc quả gì đó. Tức là thiền định đặt làm thể, trí huệ đặt làm mạng, 10 chữ này đó là cái nhân. Nếu mình làm được, mình giữ được thiền định đặt làm thể là cái gì? Cái thể là gì? Cái thể của tâm của mình. Ở cái trạng thái của tâm của mình mà nó không có động, nó được bình tĩnh, nó được yên lặng, cái đó là mình thiền định. Thiền là gì? Thiền là ở trong không có động. À, thiền là không chạy theo cái cảnh bên ngoài, mình không bị bên ngoài nó dẫn dắt mình chạy theo cái cảnh bên ngoài, đó là thiền. Định là cái trung tâm của mình nó không có tán loạn, đó là định. Mà khi mà mình không chạy theo cái bên ngoài, không có duyên cái sáu căn, mình không duyên với cái sáu trần, không chạy theo nó sanh cái ý thức ra, thì mình không có tạo tác cái nghiệp. Chính vì vậy cái đó nó gọi là không có bị dẫn dắt chạy theo cái cảnh bên ngoài, đó là ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, đó là thiền. Còn ở trong tâm của mình là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, là nó vắng lặng, nó không hề có một cái lay động nào trong đó hết, thì nó mới gọi là định. Một người mà luôn luôn sống với cái tâm thanh tịnh như vậy, trong không có, trong luôn luôn định, ngoài không có loạn, không chạy theo cảnh, đó là cái tâm. Mà cái rồi cái trí tuệ đặt làm mạng, mà cái mạng của mình, cái mạng người của mình, mình cái sanh mạng của mình đó, mình sống bằng cái trí tuệ, tức là cái người đó dùng cái sanh mạng của mình, cái cách ăn ở mình ở đạo đức,
không ở những cái, không có hành động những cái sát sanh đạo tặc tà dâm, rồi cái nghề nghiệp của mình không, mình không hề hành những cái nghề mà bất lương, cái nghề mà sát nhân, cái nghề mà ác đức, cái nghề mà tất cả những cái xấu, những cái ác mình không làm. Thành ra là mình sống rồi cái bằng trí tuệ là gì, cái mạng của mình sống một cách thanh cao, một cách thanh đạm, không có bị nhơ nhuốc chẳng hạn, không chơi đi theo trong cái trà định tử điếm chẳng hạn. Tất cả những cái đó nó chính là trí tuệ đặt làm mạng, tức là cái mạng sống của mình sống bằng trí tuệ, sống bằng chánh kiến, chứ không phải sống bằng cái bản năng. Mà cái bản năng của con người là chạy theo nhục dục, tham vui, ham danh, ham lợi, ham sắc, ham tình chẳng hạn. Nhưng mà mình sống bằng cái trí tuệ. Như vậy thì là cái thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, nó là cái nhân. Cái nhân là cái gì? Nhân là cái hạt giống mình gieo, mình đã hành cái điều đó. Bởi vì nếu mà mình hành cái bất nhân, hành cái ác đức thì sẽ có cái quả xấu. Còn ở đây, cái nhân của mình là thiền định đặt làm thể. Cái tâm của mình luôn luôn ở cái thể thiền định. Còn cái mạng sống của mình luôn luôn sinh hoạt với cả cái trí tuệ, không có phạm những cái sai lầm. Như vậy thì sẽ được hưởng cái quả gì? Đây là hai cái quả vị cao nhất của một cái người tu thiền và tu tịnh. Bởi vì chúng ta nhớ cái thiền định đây không phải là chỉ thiền không, mà muốn được tâm an không phải là chỉ có thiền với cái tâm mình đã được an. Mà nếu mà mình niệm Phật một cách rốt ráo thì tới cái nhất tâm bất loạn, cái tâm của mình khi đó, cái niệm Phật của mình, cái kết quả niệm Phật của mình nó cũng đi tới cái rốt ráo giống như là một cái người tu thiền. Là mình niệm Phật, niệm một niệm chúng sanh, niệm một tiếng niệm Phật thì trừ một dụng niệm chúng sanh, tức là dẹp được một cái còn cũng tưởng nè. Rồi niệm Phật tức là chữ niệm này, niệm A-di-đà-phật, nó liên tục chữ niệm này thế, thì dẹp hết tất cả những cái niệm chúng sanh. Bởi vì nếu mà mình đang tưởng còn nè, cái này không biết ngày mai cái tiền mà mình còn bao nhiêu, hay là hôm qua mình mất cái gì, hay là cái xe của mình sao, nên tất cả những cái tưởng đó, nếu mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thì không, mình một cái niệm mà mình sống trong cái niệm Nam Mô Di Đà Phật như vậy đó, thì là không còn thời gian để cái nhớ, cái tưởng tới cái mất, cái còn, cái lợi, cái hại, cái tốt, cái xấu nữa, không còn nữa. Như vậy thì cái tịnh độ nó cũng đưa tới tình trạng giống như là thiền định đặt làm thể. Ở đây là tịnh độ đặt làm thể luôn. Cái tâm nó luôn luôn nó thanh tịnh. Như vậy thì là cái người mà niệm Phật được nhất tâm như vậy đó, thì hiện tại an lạc. Và nếu mà lúc mà chúng ta chết thì là linh hồn nhập liên hoa. Tức là Đức Thầy đã từng dạy rồi, một cái người niệm Phật thì đường giảng sanh về cõi cực lạc, thì là cái gì? Thần thức nhập thai sen tinh hảo, chẳng rầu buồn lo sợ chẳng còn. Cái đó là thần thức nhập thai sen tinh hảo đó, đó là linh hồn nhập liên hoa. Và cảnh giới thứ hai của cái người tu thiền mà đắc đạo là gì? Chứng đắc niết bàn. Thì niết bàn là cái chỗ đó là bất sanh bất diệt. Có phải không? Gieo cái nhân này thì sẽ được cái quả này. Thì sở dĩ mà tôi nói như vậy đó, để cho thấy rằng cái chữ nhớ, chữ niệm của mình đó, nó tối quan trọng nằm ở chỗ này, rất là quan trọng. Thành ra ở đầu ở trên đó, nếu mà cái sự mình tưởng, thay vì mình tưởng những cái mà nó tốt đẹp hơn được, mà mình tưởng nhớ những cái dụng vật, những cái linh tinh, những cái mối tình xưa bạn cũ, rồi những cái mắc nợ, những cái cờ bạc, những cái thua, tất cả những cái đó là những cái tà niệm. Phải ghi nhớ những điều đáng nhớ. Đức Thầy đã dạy trong cái chỗ mà chánh niệm khác này, một chánh niệm chúng sanh ơi hỡi, một chánh niệm thiết tha nhiều nỗi, một chánh niệm thiết tha nhiều nỗi, khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi phải làm tròn các việc gì an toàn. Thành ra là khi mà mình niệm, đừng có những cái gì mà để cho nó có cái phạm lỗi trong đó, tức là những cái tà niệm, những cái tạp niệm nó chen tạp vào. Thành ra ở đây Đức Thầy nói cái này rất là chi tiết. Nếu mà nói là chánh niệm là phải ghi nhớ sự chân chánh. Rồi tới đây Đức Thầy chấm một cái xuống hàng. Thì cái những cái này là tà niệm nè. Còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng. Rồi cái đó là gì? Do thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó.
là tại vì Đức Thích Trần Long Vương là ái ô dục là đạt gì đó, bảy cái thứ tình chẳng hạn. Rồi mình chạy theo là tại vì chính những cái tình đó, thích tình đó mà làm cho mình mới là thương, nhớ, ghét, thương đủ thứ hết. Cái đó là thất tình lục dục. Mà mình chạy theo đó rốt cuộc không có lợi lạc gì hết. Thành ra Đức Thầy mới nói là phải biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó. Phụng sự là gì? Là mình chạy theo nó. Mình sử dụng cái trí của mình để mà mình nhớ những cái điều mà không đáng nhớ. Cái đó là nó làm cho mình hao bao nhiêu tâm cơ để phụng. Rồi thêm cái danh lợi cảm tình uy quyền phú quý được hằng ngày ghi nhớ, thì cái này nó cũng thuộc là cái tà niệm nữa. Bởi vì đối với Phật, đối với giáo lý của nhà Phật và đối với cái nhìn của Phật, đối với nhìn chánh kiến, thì danh lợi tình cảm uy quyền phú quý nó đều là bọt biển, nó không có thật, nó đều là vô thường, không có gì thật cả. Mà người tu là muốn tìm tới cái chân lý, là tìm tới cái sự thật. Như vậy thì là tất cả những cái mà vừa kể trên nó là những cái tà niệm, không phải là chánh niệm. Mà chỉ vì chúng ta sống trong tà niệm đó, tâm của chúng ta lăn xăng lộn xộn đó, phiền não đó, vì thế con người mãi mãi lăn lộn trong sáu đường không thoát khỏi dòng sanh tử. Là tại vì khi mà chúng ta nhớ như vậy, tiếc rẻ như vậy, muốn tiếc danh lợi thì phải tạo danh lợi, mà phải tạo uy quyền, tạo phú quý. Thì trong khi muốn tạo danh lợi, tạo uy quyền, tạo phú quý đó đó, thì chúng ta phải dành dật, chúng ta phải tạo bao nhiêu là cái nghiệp trong đó. Mà khi tạo có cái nghiệp ác rồi thì phải bị luân hồi sinh tử, không thể nào ra khỏi sáu đường mà sinh tử này. Cái đó là nếu chúng ta mà mãi đi theo cái tà niệm đó thì chúng ta sẽ không thoát ra khỏi dòng sinh tử. Rồi bây giờ mới là Đức Thầy mới chỉ cái này là chánh niệm đây. Để thoát chỗ luân hồi, tức là muốn thoát khỏi không còn bị sinh tử luân hồi, bỏ cuộc đời lầm than quảng quả. Là tại vì nếu mà luân hồi thì làm con người thì có thân là phải khổ rồi, vừa sanh ra là khổ rồi. Khổ a, thế gian này là vậy, ta bà khổ, ta bà lắm khổ mà. Thì Đức Thầy nói là để, tức là mà chúng ta muốn mà thoát ra khỏi cái cuộc luân hồi này để không còn bị lầm than quảng quả nữa đó, thì hãy ráng tưởng niệm phương pháp hành đạo, bỏ các điều phù phiếm, ghi nhớ công lao Đức Phật với quần sanh, bia tạc vào lòng những điều Phật giáo. Sau khi mà chỉ ra những cái nhớ, những cái tưởng, những cái thương, những cái ghét, những cái kỷ niệm, những cái mà pháp trần đó đó, mình chạy theo nó hoài mà quyến luyến nó hoài đó, nó không đem lại lợi ích gì hết, mà nó dẫn mình vào cái con đường sanh tử luân hồi. Bây giờ muốn không còn phải sanh tử luân hồi, không còn lên cái cuộc đời đầy đau thương, còn đầy bụi bặm này nữa đó, thì chúng ta phải quay đầu lại. Thay vì tưởng những cái điều đó là chúng ta tưởng niệm những cái điều khác, nhớ những cái điều khác hơn. Chẳng hạn như là phương pháp hành đạo, chúng ta ghi nhớ tôi coi cái ông Tịnh Thiền trong Zoom ông nói về cái thiền hay quá, nhưng mà tập tịnh khó quá, khó. Thiền này ông tu lâu, ông ăn chay trường mấy chục năm rồi, ông là trường chay diệt dục, ông không có gia đình, ông thiền dễ. Còn mình giờ có gia đình, có vợ con đùm đề, còn bốn bát, không được. Như vậy thì bây giờ ngoài cái phương pháp thiền ra còn phương pháp gì? Tịnh độ. Nghe tịnh độ, trong tịnh độ nghe ông kia ông nói ông ngày ông niệm tu 5.000 tiếng, 10.000 tiếng. Mà sao mình kỳ quá, mình niệm sao mà không biết cách niệm sao mà người ta niệm không biết 10.000 tiếng đâu, nó có được là thanh tịnh hay không, hay là phóng ra niệm Phật mình nhớ cũng vẫn còn nhớ. Không biết là cái mưa, trời mưa rồi cái mình có đem lúa vô hay chưa, rồi không biết ngày mà rồi nhỏ đó tiền bạc nó thâu đúng, nó không có kết quả. Như vậy thì mình hỏi thế coi, cái anh Trung Quân này nè, cái anh Quay Vạn Thọ này nè, ảnh có cái phương pháp nào hôm trước anh nói anh niệm sao mà nó không có bị vọng tưởng đó. Thì rồi mình đọc kinh sách chẳng hạn, rồi bây giờ thì là mình đọc, nếu mà mình những gì mình niệm mà niệm lớn, niệm nhỏ thầm bị, bây giờ mình niệm lớn lên, mình trì danh niệm Phật, mình niệm lớn lên, mình cố gắng mình gom hết tâm trí mình vào Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình niệm như vậy đó chừng 10 phút, mình thấy cái này nó có lý nha.
mình lúc trước mình niệm nhỏ sao mà nó 10 tiếng nó hết, 9 tiếng trong đó là mình cái phóng tâm này. Bây giờ mình niệm lớn mà mình gom hết cái tâm ý của mình vào này, thì mình 10 niệm, niệm 10 phút như vậy mình thấy là mình ngon lành được quá, được mấy nhiều quá. Thì mình cái đó là cái phương pháp hành đạo mà nó hợp với cái trình độ của mình, mình ứng dụng nó. Hoặc là mình hỏi anh mình mang buồn rồi, anh tu sao mà cái tâm hồn anh tu lấy thấy lúc nào anh cũng có tươi mát hết nè, anh cái đầu óc anh tinh thần anh nó hoan hỉ, nó vui vẻ, mặt mày anh sáng láng. Anh chỉ thôi, anh chỉ cho mình, đó là mình phải tưởng niệm phương pháp hành đạo nào nó có kết quả, nó có thích hợp với mình để mà mình đứng ứng dụng. Mình suy nghĩ, mình đọc kinh, đọc sách, hoặc mình hỏi bè bạn ai người ta san sẻ cho mình, mà mình hành theo cái nào nó kết quả mình làm. Chứ đừng có nghe người ta nói cái phương pháp đó tốt nè, mà cái đó là mình, cái đó là ông đó ông tu cao lắm, ông đó ông chay trường rồi, ông không có vợ con ông làm được. Còn mình đi vô trong đó là mình kẹt liền, mình giống như là mình mới lớp 5 mà ông kia ông lên tới lớp nhất rồi mà mình làm theo ông, chẳng không kịp đâu. Mình phải làm cái gì nó tùy tài tùy sức của mình. À, thành ra mình phải tưởng niệm cái phương pháp hành đạo, bỏ các điều phù phiếm. Phù phiếm là gì? Những cái điều này nó không có đáng nhớ, nó không có thật, cũng như là những cái gì mà nó không có lợi lạc, không có lợi ích gì trong cái việc tu hành mình đó, nó là phù phiếm đây, nó không có lợi ích là phù phiếm đây, bỏ, đừng có nhớ tới nó. Bỏ đây là bỏ nhớ, bởi vì cái lúc nãy mà mình nhớ tùm lum hết trơn, bây giờ bỏ nhớ những điều đó, nhớ trong tí lúc nào cũng tìm phương pháp này nào. Hoặc là chúng ta, cái này cũng là cái mà thoại đầu của bên thiền, mình nhớ những cái câu giảng của Đức Thầy. À, cái câu giảng Đức Thầy nói giờ cái mình không hiểu đó, mình cứ trong đầu mình lẫn vẫn câu đó, và Đức Thầy nói là chẳng hạn nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, ngoại quan mình bất chấp ghi hình là gì, mình chưa biết thì mình cứ suy nghĩ thế nào là nội quan cảnh. Nội quan cảnh tâm vô kỳ vật là sao, cứ suy nghĩ như vậy quanh quẩn theo những câu hỏi đó, thì chúng ta cái tư tưởng chúng ta quanh quẩn theo, đi theo cái suy nghĩ mà chân chánh đó đó, thì là nó sẽ không còn đủ cái chỗ để cho những cái tư tưởng tạp niệm, những cái tư tưởng xấu nó chen vào. Cái đó cũng là cái chánh niệm. Rồi ghi nhớ công lao Đức Phật đối với quần sanh. Đấy, mình nhớ lại coi Đức Phật hồi đó là đi tu, cái cương quyết của Đức Phật là lìa bỏ đền đại cung điện. Tại sao mà lìa bỏ đền đại cung điện? Để tìm ra như vậy thì tại mà rốt ráo là ngài bỏ, tại sao đương quyền quy thế kia vợ để có ăn gì bỏ? Thì bây giờ mà được cái này rồi trên đường mà hành động như vậy, rồi chẳng hạn như mình đọc cái kinh Phật, mình thấy Đức Phật cứu độ từ người này cho tới người kia người nọ, và cái mục đích của Đức Phật là xóa đi cái giai cấp của Ấn Độ lúc bây giờ chẳng hạn. Cho nên là những cái hành trạng, những cái hành động của Đức Phật là Đức Phật đã chịu khó, chẳng hạn như Đức Phật đã từng rửa cho những cái ông, những cái người mà cùi, những cái ông mà bệnh tật mà người ta không ấy, Đức Thầy. Những cái đó là ghi nhớ công lao Đức Phật đối với quần sanh. Ngài đã bỏ cuộc đời giàu sang sung sướng ra tìm chân lý để mà cứu độ chúng sanh. Ngài đã hy sinh cho chúng sanh để cứu độ cho tất cả chúng sanh. Thì mình phải nhớ đến để tìm cách làm sao là ghi nhớ công lao của Đức Phật đối với quần sanh. Mà ghi nhớ công lao thì mình phải đền ơn Đức Phật bằng cách là mình cố gắng mình hành theo những cái lời Đức Phật dạy để mình được đắc đạo như Ngài. Để rồi mình cũng phải đi cứu độ người khác. Cái đó mình mới đền ơn Đức Phật chứ. Mình phải luôn luôn cái tâm trí mình quay quần vào trong cái những cái tư tưởng tu hành đó. Rồi bia tạc vào lòng những điều Phật giáo. Bia tạc là gì? Ghi nhớ. Bia tạc tức là khắc ghi trong tâm và trong khảm của mình. Bia tạc vào lòng là ghi vào trong tim của mình, trong óc của mình những cái điều của Đức Phật dạy hay là của Đức Thầy dạy. Tất cả những cái đó đó là mà Đức Phật đã từng dạy cái gì? Đức Phật từng dạy nhỏ nhất là tất cả thân xác tư đại của chúng ta hay là dạng pháp đều vô thường. Tư mà thân của chúng ta là không có thật, là do đất nước do lửa hợp thành, và cuộc sống của chúng ta cũng mượn với đất nước gió lửa mà được sinh tồn. Nếu mà chúng ta bây giờ mà thiếu đất thì đói mà không ăn vô thì là sẽ đói chết, mà cái món ăn là trước thân nhờ đất có, thành ra đó là đất. Rồi chúng ta đói khát, khát mà chúng ta không uống nước vô
không mượn nước vô thì cũng chết. Mà chúng ta bây giờ chúng ta lạnh quá mà chúng ta không có nhờ lửa hơi nóng của mặt trời thì là chúng ta cũng chết. Và chúng ta sống, bây giờ hơi thở của chúng ta là gió, bây giờ chúng ta sống cũng trả mượn gió, mượn không mà mình toàn giấy mượn đó. Mượn gió vô, rồi mình hít vô là mượn vô, rồi cái mình thở ra là mình trả lại, mình mượn trở vô, mình mượn trở vô mình trả lại, mà khi trả lại mà mượn lại không được nó là lại đi đứt thôi đó. Thành ra là mình nhớ rằng mình là cái thân xác tứ đại của mình, nó là vô thường không có thật, sớm buồn gì cũng tan rã. Cái điều này nó quan trọng ở cái chỗ là biết nó là vô thường, biết nó là sớm muộn gì cũng tan rã, thì mình sẽ không giả gì vì cái giả này mà mình tạo những cái nghiệp để mà mình cung phụng cho cái giả. Cái giả nó không có trường tồn, trong khi mình tạo những cái nghiệp để mà có tiền, có bạc, có quyền, có vì cái giả mà chúng ta tạo cái nghiệp thật để đa ma, cái ở tù thiệt, vì cái đồ giả, ăn cắp đồ giả mà ở tù thiệt, đây cái điều đó là cái điều không có nên. Cái đó mình phải phân nhận. Thành ra là hiểu được cái điều đó là ghi nhớ vào lòng những điều Phật giáo đó. Đức Phật đã dạy như vậy đó. Được như vậy tức là đặng vậy ta mới bỏ được các sự xúc động, các mối dục tình, tránh điều hệ lụy do nó gây nên. Bởi vì chúng ta mà ý thức được cái điều đó rồi đó thì chúng ta mới là trước cái sắc đẹp chúng ta không xúc động, hồi đó là không biết đó, thì thấy cái sắc đẹp giống như ông trong cái bài mà xuân mà giảng xuân cảnh của ông vua Trần Nhân Tông, ông có câu gì thở nhỏ chưa từng giả sắc không đó, xuân về vì hoa nở rộn trong lòng nhé, vì nay xuân đã bị ta khám phá là thiền bản bồ đoàn sắc ngắm cảnh hồng chẳng hạn. Là tại vì khi mà hồi nhỏ đó, ông vua Trần Nhân Tông ông còn là thái tử đó, ông chưa đi tu, ông thấy là mỗi đội xuân về lúc nhỏ chưa từng để sẽ không, chưa biết cái lý đạo, cho nên thấy xuân thì thấy xuân đẹp quá, chạy theo xuân, rung động với xuân. Nhưng mà sau khi mà ông đã trở thành ông Điều Ngũ Giác Hoàng, trở thành là cái ông đầu đà mà đi tu rồi á, là Phật Hoàng vua Trần Nhân Tông làm tổ sư của cái tông phái mà Trúc Lâm Nguyên Tử rồi đó, thì thấy rõ cái dạng cái thật của thật là mày của thật tướng, nó không có thật gì cả. Cái hoa này thấy nó đẹp chứ chút xíu nữa nó tàn rồi, không có gì mà phải chạy theo nó đó. Thành ra là khi muộn gì nó cũng tan rã, mà biết nó vậy mình chạy theo nó làm gì, xúc động làm gì còn xúc động nữa. Thấy cái thân xác đó, thấy sắc đẹp đó, người ta thường thường xúc động bởi thấy cái một cái người gái đẹp chẳng hạn, muốn chạy theo làm sao để mà mình chiếm hữu được cái sắc đẹp đó chẳng hạn, thì tại vì mình tưởng đó là sắc đẹp đó là thật. Nhưng mà tự nhiên thì mình quán lại cái thân bất tịnh, chẳng những quán thân mình bất tịnh, ồ cái cô này dễ thế chứ sự thật là không có cái gì đâu mà đáng, không có gì đẹp hết á, là nó bị giống như là một cái lớp sơn trong cái một cái cây, nó sần sùi, nó bị mọt mỏi ăn trong ruột hết trơn rồi, bây giờ cái này chỉ cái lớp sơn người ta làm ở ngoài cho nó tráng, nó trơn, nó láng, nó xanh tươi vậy thôi, chứ trong đó ruột là nó không có gì tốt với thân trời á. Nó thì mình hiểu, mình biết được cái sự thật như vậy đó, nó không có tịnh, nó không có gì sạch sẽ, không có gì mà thơm, mà tất cả đều nó là, xin lỗi chứ chẳng hạn như là nó là cả một cái thây ma biết đi chẳng hạn. Bởi vì ăn uống mà trong đó là nào là cá mâm thịt thà cơm gà con vịt đủ thứ hết, cho thịt heo thịt gà thịt gì, cái đó là cả một nghĩa địa trong gì đó, là đi trong bao tử chứa những cái đó thì đi, tức là cái nghĩa địa biết đi gì đó. Hiểu được cái đó rồi, ồ cái này thì thôi nó cũng không có cái gì mà thơm tho gì đâu, thì là mình sẽ không còn ham muốn nữa. Chẳng hạn như thấy người đẹp quá, ham muốn có người đó. Nhớ lại cái câu chuyện của An Lộc Sơn, khi mà đời nhà Đường, An Lộc Sơn là một võ tướng mà thấy cái sắc đẹp của mê cái sắc đẹp của Dương Quý Phi, thì lúc bây giờ là Dương Quý Phi cũng thấy anh chàng An Lộc Sơn này đẹp trai, cho nên nói với Vua Đường nhận An Lộc Sơn làm con nuôi, làm nghĩa tử, để rồi đó anh chàng nghĩa tử này cứ vô đi thăm bà mẹ nuôi hoài đó. Lần lần hai người có cái tình luyến ái với nhau, đam mê với nhau, cuối cùng vì muốn chiếm được cái sắc đẹp của Dương Quý Phi mà An Lộc Sơn mới là nổi mà kéo quân về triều đình làm phản để đánh đuổi Vua Đường,
mong chiếm được cái ngôi mà cái ngôi nhà vua nhà Đường để mà được sống với An Quý Phi, Dương Quý Phi. Nhưng mà khi đó thì là khi An Lâm Sơn về thì là binh Đường cũng đánh rồi, cái thì nó chạy đi, vua chạy đi thì ai Dương Quý Phi phải chạy theo. Nhưng mà quân lính trên đường mà lưu vong bên đường chạy giặc An Lâm Sơn đó, họ ngừng lại, họ không chống giặc nữa. Thì lúc bây giờ Dương Quốc Trung, tức là cái người anh của Dương Quý Phi đó, hỏi tại sao mà các ngươi không có đánh giặc nữa, thì nói là bởi vì An Lâm Sơn đánh nhà Đường đây là do Dương Quý Phi thôi. Bây giờ nếu mà đem giết Dương Quý Phi thì chúng tôi mới tranh đấu, chứ chúng tôi không có thể nào mà là tranh đấu mà chiến đấu mà để bảo, chúng tôi hy sinh đến mạng mà để gì, mà giữ cho cái người đàn bà như vậy, chúng tôi đã không có xứng đáng. Thành ra là cuối cùng vua Đường phải bắt Dương Quý Phi tự vẫn chết. Nhưng mà Đường bên An Lộc Sơn vẫn đuổi quân theo, thì lúc giờ chết rồi thì khi mà quân chạy theo thì cái này phải bỏ cái thay của Dương Quý Phi đó, đâu có kịp chôn cất gì đâu. Khi mà An Lộc Sơn chạy tới thì thấy người đẹp nằm đó, 2-3 ngày sau thì mới tới thấy Dương Quý Phi nằm đó. Lúc bây giờ An Lộc Sơn có dám ôm hôn nữa không? Tôi hỏi thiệt anh Minh Mang Buồn á, nếu anh là An Lộc Sơn đó, anh có dám là anh ôm cái thây đó anh hôn hôn không? Nó thối rùm rồi còn cái gì nữa mà không, không đâu còn đẹp nữa, mà đó là bỏ chạy luôn, đúng rồi. Thành ra là khi mà chính vì vậy mà Đức Thầy mới nói là đặng vậy, là tại đặng vậy là cái gì? Đặng vậy có nghĩa là chúng ta nhớ bia tạc vào lòng những điều Phật giáo dạy đó, tất cả vạn pháp đều vô thường, và sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tan rã, nó sẽ bị không còn nữa, mất đi. Hiểu được cái đó, tất cả nó đều là đồ giả hết, thì chúng ta mới bỏ được các sự xúc động, các mối dục tình. Mà bỏ được những cái đó rồi đó, thì chúng ta tránh được những điều lụy khổ do nó gây nên. Rõ ràng. Thấy chưa? Thành ra, nó tóm lại, cái chánh niệm là cái mà mình ghi nhớ. Mà chúng ta nhớ là cái ghi nhớ là thuộc gì? Nó thuộc về cái ý của mình. Mà cái ý đó, nó là chủ của hành động, chủ của lời nói và hành động. Từ cái ý nó sinh ra, chúng ta mới phát sinh ra lời nói, và nó sai khiến để mà hành động. Do đó, nếu mà chúng ta tưởng những cái điều tà, tâm chúng ta chạy theo điều tà, thì chúng ta sẽ nói chúng ta làm cái điều tà, thì chúng ta sẽ bị cái nghiệp, chúng ta phải bị sanh tử luân hồi. Còn nếu mà chúng ta là cái người đã từng quy y rồi, muốn tu tập, mà ai tu cũng muốn thoát khỏi dòng sanh tử, không còn bị sanh tử trong dòng sanh tử luân hồi nữa, thì chúng ta phải biết được cái cuộc đời này là cuộc đời đau khổ, không có gì. Chúng ta, cái sanh mạng chúng ta sống được sanh trên này đó, đó là cái cơ may trời Phật cho chúng ta có cái cơ may gặp được Phật Pháp, gặp được Đức Thầy để tu tập. Mình lấy cái thân mạng này nè, cái dầu là cái thân này là cái thân tứ đại này nó giả, nhưng mà nó là cái phương tiện quý báu để cho chúng ta làm cái phương tiện để có cơ hội đi qua bờ bên kia bên giác ráng tu tập. Chứ nếu mà chúng ta có cái thân này mà chúng ta không có cái ý niệm đó, không có cái hiểu được như vậy, mà chúng ta chạy theo cung phụng nó, theo cái bản năng, theo sự đòi hỏi của nó đó, thì chúng ta sẽ mãi mãi luân hồi. Mà chẳng những chúng ta mãi luân hồi ở con người, mà chúng ta nếu mà tạo những cái nghiệp nặng hơn, chúng ta còn phải đi sâu xuống vào ba cái đường ác, ba cái con đường xấu hơn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, thì mong rằng hiểu được như vậy, nhớ nghe lời của Đức Thầy, nghe lời của Đức Phật dạy, chúng ta hãy ráng suy nghĩ, chúng ta hãy nhớ, hãy ráng nhớ những điều đáng nhớ, chứ chúng ta đừng có nhớ những cái điều không đáng nhớ. Cái đó là cái mà chúng tôi được chia sẻ trong cái chánh niệm mà đồng đạo Hoa Giang Võ đưa ra ngày hôm nay. Thì chúng tôi cũng tới đây chúng tôi cũng xin tạm ngưng cái phần mà góp ý chia sẻ cái phần câu hỏi của Hoa Giang Thọ về cái phần chánh niệm. Mong rằng tất cả anh chị em của chúng ta, ai có anh chị em nghe được thì có cái điều nào cần bổ túc, thì tôi rất là mong mời quý vị góp ý thêm để cho chúng ta cùng nhau học hỏi chung thêm thôi.
Bởi vì đây là chúng ta, mỗi một người chúng ta không có ai mà biết nhiều hết đâu. Chúng ta gom hết trơn, gom lại đó, thì cái điều đó là cái điều mà may cho tất cả anh em chúng ta. Ok, rồi xin gửi mic lại cho anh Trung Quân nha. Tôi cũng may nói vậy thôi chứ đâu có gì đâu hay anh ơi. Cảm ơn anh Minh Mang Buồn, anh đã khuyến khích tôi nha. Ok, xin gửi mic lại cho Trung Quân nha.